Ơi. Đây là nặng đúng không em gì? Thôi cho chín nào. Sắp làm được chuồng gà rồi. À mà hình như mình chế được cả bát súp của mình nhỉ. À ông bán hết cá rồi à? Quên mất không bảo ông là hạt giống cổ đại lấy ở đâu? Là trên đường thì lấy Hạt được giống cổ đó. đại, hạt giống cổ đại trồng mẹ rồi. Đúng rồi, nó cho tôi trồng mẹ rồi. Không có cho tôi cái hạt giống cổ đại, tôi mang đi trồng nghe rồi đâu đó. Sáp. Sáp là dòng chế phân bón đấy. Nhưng mà đi mẹ mang vứt đi hết rồi. Cái béo gì đâu là vứt đi gì mày. Phải à, hai bảo nó vứt đi. Ngáo vai. Cây sắp thu hoạch rồi, mai thu hoạch được. Nào sao cô phớt mày cái cây đi. Điên à. Hết cả nước ạ, à. Tới một lần không đủ luôn. Tới cây đạo ơi. Tưới đi. Đi mua cần đi đạo ơi. Cần kia. Đi mua cần thôi. Không có cần thôi thầy. Mua cần. Cần gì nữa. Mua thêm viên nữa xem. Hai tay hai cái. Ok. Rồi em rồi. À đâu. À đây này. Sao được rồi. Làm phân bón luôn. Ok, đi mua chuồng gà thôi. Thế nên mua cần trước khi hết tiền đạo ơi. Bón này không gửi đó thì nhỉ? Bé em gái ơi. Vãi cả, hôm qua nó mắng mình xong hôm nay bảo là nó bảo là xin lỗi nói chuyện khiếm nhã, hôm qua hơi thiếu ngủ cho mày này. Vãi cả, nó đang đói à, nếu hiểu. Cái này ăn được à? Nếu hiểu lắm. Ô, tôi Amigai 2 sao rồi này. Tôi 2 team mới có con Amigai rồi. Ngon. Nếu hiểu. Trong khi mình đéo được sao ai mà nào đi tán gái. Đi tán gái đi, dành một ít thời gian trong ngày đi tán gái. Tán thằng đéo mẹ đi làm mấy chết khác rồi. Ăn hết cả em. Tôi đi tôi lục thùng rác được mấy cái bánh này tôi đi cho luôn. Hoặc là đi xuống hàng lấy khoáng sản. Hoặc là đi nhặt hoa trên đường, thiếu gì đây đường này. Đâu ra đồ miễn phí. Nhà có một lờ bán gà đúng không nhỉ? Đâu có cái gì để tặng quá. Hoa này, hoa rơi đầy đường này. Đi đường mà nhìn đây. Hoa có thể nó đeo thích. Chạm tặng rồi hết. Mấy cái cấp đầu thì tặng, chỉ cần không tặng mấy cái đồ như đất, mấy cả mấy cái đồ lung tung thôi. Chứ nó vẫn lấy mà. Nó không kén chọn đâu. Mấy cấp đầu nó không kén nó chọn. Nó bảo stupid if. Đâu. Trừ khi ông đặt tặng mấy cái kinh khủng quá đó. Đéo đúng cái đồ ấy, nó thích ấy, tặng nó đéo bao giờ lên được điểm ấy. Tặng hoa là cái đồ gần như là cũng thích mà. Nó không thích nhưng mà nó cũng không chê. Thằng này nó bảo cũng... là nó thích ghét mấy cái đồ nhà quê. Nhà quê đéo thì ông cứ tặng hoa đó đi. Yên tâm. Nó bảo là nó ghét cái thị trấn này nên mấy cái đồ nhiều hoa ghét là nó ghét. Thế rồi lại ăn Harley rồi. Đòi hỏi tác với mồm
tôi đang đi tìm lôi của mắt sao mà không thấy. À đấy, chó đây. Đéo đi vào đây không có đường ra, đéo hiểu. Đây nhiều dâu lắm không ạ? Lấy mà ăn, đi hầm mỏ đào mỏ có cái ăn. Ông đào xuống tầng 20 đi. Tôi đi câu cá. Tôi đang đi tìm con bắn gà mà không thấy đâu cả. Đéo hiểu. Ơ à, tôi vừa cho nó ra là cái gì rồi, đi. Tôi vừa cho nó cái gì nhỉ? Alay đâu nhỉ? Alay ơi! Tôi vừa cho nó cái gì nhỉ? Nếu hiểu sợ ta đi ta em Alay bây giờ không? Chết rồi! Tôi vừa ấn vào cái thằng da này! Trời ơi! Tôi cho nó mất cái gì rồi? Đi! Cán là phải cả lên cá rồi. Alay ơi! Ai cho tôi biết là tôi vừa cho nó cái gì được không? Đéo hiểu! Cái gì nhỉ? Cái gì mà chỉ có một cái thôi, cháu hiểu là cái gì. Giờ ông cho ông đi hỏi thằng khác thì bố thằng nào biết được. Chết mẹ rồi, không biết là cái gì luôn ạ. Đéo hiểu trong học đồ cái gì cũng đéo nhớ. Lúc ấy đang không để ý, đéo ai nhớ được. Nó bảo là cái đấy nó không có tác dụng nhiều với nó, nhưng mà cảm ơn, đéo hiểu. Cái gì nhở? Cái lúc ấy là ô này là cái gì? Con chuột gà là con làm gì? Khổ thân tôi. Theo hiểu cái đấy là cái gì đâu, nhớ cái đấy là cái gì luôn. Mất thì chịu thôi, đi chết. Đéo hay bà tình. À đây con cầm con bà gà trong này. Đây nhà ở đây mà cứ đi lăng quăng ạ. Xây dựng nông trại. Ôi còn phải cần 300 gỗ đó cơ, đi. Thế thôi, đạo ơi, tốt chất là lên mẹ đi mua cần câu, đi câu cần cá câu, cho lên tiền. Ông có cần câu rồi. Ông mua một lần rồi không ạ? Bây giờ cái nữa là 77.000. Đây hoa này. Đây hoa, đây đường này, không chịu nhặt. Làm mặt cái xịn hơn cho là máu. Không nhặt, không nhặt hết. Làm gì có xịn hơn cái xịn hơn 7.000 không ạ? Đào đâu ra tiền? Đéo có thì đi phá. Xem mấy ngày tới nó có vẹo gì không? Mai là sinh nhật của Pam. Ngày kia mẹ sinh nhật là ra tên sinh nhật Vũ Hội Hoa, sắp có Vũ Hội Hoa. Charolin. Xin mẹ bây giờ về chặt gỗ ạ. Khổ thân. Cá đéo gì dãy kinh vậy? Đéo hiểu. Mày cá thần này. Mày cá thần bố cũng bắt. Mình thề là mình không nhớ được nó vừa tặng cái gì. Tôi đéo nhớ thì thôi, mẹ nói nhiều quá. Mẹ ngồi xem đi, ấy, nghe đi, nói. Không để nó chạy. Thôi đi chặt cây mà lấy gỗ. Mình có bao nhiêu gỗ à? Cả nhà cả cửa 39 này. 39 gỗ. Đéo nó có 39 gỗ rồi mấy ông chế cái đéo gì ấy. Ai biết. Ít là con này chạy kinh vậy. Đi cả nhà đéo cả cửa có 39 gỗ thế này thì làm ăn đi. Mệt. Ít là câu được con cá mệt chứ. Thì là chuồng gà tự đi mà mò thôi. Đi. Thôi bây giờ đi ấy vậy. Chặt cây vậy. Đạo câu toàn rác, khổ thân. Tôi bảo câu được con cá không phải dễ đâu. Mày như mày không? Ngày bị toàn đi tán gái ấy. Tôi đi chặt cây như thế này mà đi tán gái ạ. Chặt cả đứa nào vừa đi tán gái xong. Tán gái ấy là đi gặp tiện đường gặp thì tán thôi. Tiện con cả. Đi mẹ con tôi đây ông ơi.
Nên là cứu tôi đi, tôi đang câu cá. Đi, nó cắn nó đánh kia. Tôi thôi. Chém nó đi. Tôi đang chặt cây. Ui, bọn chó. Đây đây, đi đây. Tránh rơi có thể làm gì nhỉ, hay chỉ để bán nhỉ? Làm súp rơi chứ phải. Còn cái súp cả cái này. Mùa lắm dâu thật đấy, dâu đầy này. Toàn nhập việc lạc chỗ ở đây này. Đá thì có đủ rồi, thiếu thiếu ấy rồi. Nó lại ra đánh tôi này, nhanh lên ra chém chết nó đi. Không đi mà chém, tôi đang bận rồi. Ôi sắp chết vì rơi cắn. Kẹp mẹ đạo địch ngu thì chết, thằng ra. Kiếm ông đâu? Nhanh nhìn đang câu cá đi, ông rút lên được. Kéo đi, tôi đang bị con rơi đuổi đây này. Tôi chết rồi. Chết mẹ rồi. Cái gì đây? Rút ra. Bỏ cái cần câu ra. Kéo bò ra được. Sao không bò được? Ông mày đâu còn làm cái gì dùng dùng 6 đít thôi. Tôi đang kéo rơi rồi. Cái hay với thằng lũ rồi. Thôi đi về. Ui gì đây, tiếng gì đây. Thôi ma ra, ơ ông chết rồi. Ui chết mẹ rồi. Đi. Mất tiền đây. Đứng lên làm cái gì. Như cực. Nếu như mất tiền mà có mất cả đồ. Mất cả đồ đây. Đi. Ui thì chết thôi, tội lỗi đéo ai. Đạo ơi đạo. Đi. Thôi yên tâm. Không sao đâu. Sao không sao? Mất 1.000 vàng thôi mà. Cái gì? Đi. Tôi nói lại ngày hôm nay rằng là tôi cũng đang chọn. Vào cứu tôi đi.